hơi khó đúng không? Anh không ngại với già nội. Anh chỉ cần có lý do thôi. Hay quá! Em thấy anh khác không mày? Anh vậy anh không có... Ông này ngại mắc cười quá. Ông này khác cái em ngại mắc cười quá. Anh hỏi thật nhé. Cái này là anh hỏi thật. Em quan trọng việc anh tặng hoa mà ở trên này không? Em không. Em chắc không? Em chắc. Anh Nghĩa, mình cầm bông làm cái gì nữa? Đây, cánh hoa này anh gửi tặng em. Và anh mong rằng em sẽ mang cánh hoa này tặng cho cô ấy. Dạ. Ngược lại cũng như thế. Đúng nha, bởi vì hai em quá dễ thương. Cái cảm xúc của chúng ta rất là dễ thăng hoa. Nhưng chúng ta đều là những người đã trưởng thành, không chỉ sống thiên về cảm xúc, mà cần phải có một cái sự suy nghĩ nó cụ thể, nó chín chắn cho cái quyết định này của mình. Anh và Nam Thư sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu các em cảm nhận rằng đây là mảnh ghép mà mình đang tìm kiếm, hãy quay lại, tiến đến và tặng hoa cho nhau. Còn nếu không, thì các em có thể đi thẳng trên con đường mà các em đang nhìn thấy phía trước. Không ngại với già nội. Anh chỉ cần có lý do thôi. Thực tế chắc em có hỏi anh vài câu cho em hiểu rồi. Mà sau đấy thì anh nghĩ là anh cũng không biết được là ngày mai, ngày kia như thế nào. Nhưng mà tối thiểu thì bây giờ anh muốn là sáng mai đưa em ra sân bay. Trời ơi! Anh mong rằng cái sự kết nối này nó sẽ dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp. Thưa quý vị, đây không hẳn chỉ là một chương trình truyền hình, mà đây thật sự là một chương trình để gắn kết những trái tim, để những mảnh ghép tìm thấy nhau. Và hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó. Thật sự hạnh phúc thưa quý vị. Còn chần chờ gì nữa. Các bạn ơi, hai mảnh ghép đã tìm thấy nhau. Bây giờ cửa mở, dắt tay nhau đi về.